Mới đây tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tổ chức trao giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cho 5 doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hệ thống Thông tin FPT, Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Công ty Cổ phần BKAV, Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC. Tại buổi lễ, ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết, lễ trao giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử này là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam, đặc biệt là đối với hoạt động giao kết, ký kết hợp đồng điện tử trong nước, sau đó là với nước ngoài, xuyên biên giới. Việc hợp đồng điện tử được triển khai rộng rãi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại số nói riêng, hoạt động thương mại trong nước, quốc tế nói chung. 5 doanh nghiệp được trao giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã cam kết sẽ không ngừng cải tiến, nâng cấp và ứng dụng nhiều hơn nữa các tiến bộ của công nghệ thông tin để mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm tốt hơn nữa, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, sẵn sàng phối hợp cùng Bộ Công Thương để thực hiện các báo cáo thống kê về tình hình ứng dụng hợp đồng điện tử của doanh nghiệp theo quy định và đồng hành cùng Bộ Công Thương góp phần thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia.